Các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu bức tranh cốc nước ngọt để cho các bạn xem. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, chào mọi người nha. Quay lại video mình nè. Mình sẽ tô màu cốc nước ngọt. Còn phần ngọt cốc này có vẻ khác cho bạn. Mình tô nhiều màu nhé. Đây, cắt chi nữa này. Ở đây mình sẽ tô một can. Nhìn có màu vàng vậy. Không có đâu bé ơi. Bây giờ thì cho thêm phần một bên mẹ của chú chim các bạn màu xanh cái gì vậy? Chém loa hà lộ thẳng đảo về thế. Chị lũi, chị lũi các bạn, chị lũi. Đó, cái đó mọi người nhé. Tiếp tục là ok, tôi bận với theo nát nữa nha. Tôi đọc cho bọn em. Ok. Rồi, tôi xem cái gì này. Có thêm xanh lá cây. Để bạn ra làm như thế này, chỉ một combo rồi đúng không ạ? Thu dùng không gian nước ngoài nhé. Gọi xong cục nước ngũ sắc của mình. Để tô cái từng chi nhau đi nha. Dòng sẽ cắt ra. Ngon ngọt mẹ. Giảm cho tôi cái gì thêm đây. Tôi màu đen nó đi nha mọi người nha. Xong rồi các bạn ơi, sẽ đặt tên nha. Củng long khó ăn mọi nhé. À, củng long khó ăn. Đó. Đặt tên cái cốc này là cốc nước ngũ sắc của mình nha. Cốc nước ngũ sắc. Vâng, mọi người. Và người thấy cái dòng hay đẹp thì mình sẽ mở like và đăng ký kênh mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người xem video của mình. Đó. 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 À, tôi xin có mắt nhé mọi người.
tổ thêm lưỡi đi. Ồ, như vậy là từ đầu mình đã bị thua rồi nè. Hẹn gặp lại các bạn tại video tiếp theo nha. Ok, cảm ơn mọi người xem hết video mình nhé. Ok mọi người ơi. Ok mọi người nhé.